Ê Dương, thế tao mới biết Covid đáng sướng của vợ của tao. Tại sao? Tại vì nó khiến mày khai ra đi chơi với ai này, ngủ khách sạn nào này, đi đâu này, mấy giờ này. Đặc biệt nhất là khi mày khai ra là cái nước biết hết luôn. Ê chị, con gì đi? Sao mà chồng tụi bay cãi chắc hoài vậy? Cái cuộc hôn nhân của tao nó thất bại rồi mày. Nói tao nghe coi. Lần một là nó bỏ tao đi. Thế còn lần hai? Lần hai tao đuổi nó mãi mà nó không đi. Ủa hai thằng mày ở đây xe tao đâu? Xe bị bắt rồi. Tại sao bắt? Hỏi thằng Trang này. Ủa gì nữa? Tại cái thằng này này lúc tôi đòi nhờ tí đôi với tao, rồi nhờ cũng lại tao, rồi kia lộn. Rồi lúc đó tao quá trời nóng luôn. Tao bảo bây giờ lên xe nhé, tao chở ra chốt công an giao thông, rồi đo nồng độ cồn coi thử thằng nào hơn. Rồi lúc đó nó bắt mẹ xe luôn. Ủa cha mà ơi, hai thằng mày báo tao rồi. Mẹ nó. Ê Cường, mày làm gì đấy? Tao cũng có hồn đấy. Thằng này làm gì có hồn? Lý do? Ở cửa mông quán đâu có mở. Nó lên thì nó cách ly 14 ngày, nó về cũng cách ly 14 ngày. Còn 2 ngày làm gì được? Thế không có hồn thì có cô gì? Có Covid. Ê Trình, tao tính mua xe SH để đi cua gái. Dù mày có mua được xe SH thì mày cũng không bằng được mấy thằng chạy xe hơi đâu. Vì sao? Tại vì mày đâu có cửa. Anh Cường tính chưa? Thật. Sao lại tắt? Hôm qua tao mua một con chó 3 triệu. Rồi lúc đêm tao thấy nó cứ đục 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 chạy ra từng con trộm. Thả chó ra, ai ngờ mất luôn. Lúc tối ai mà chồng mày đấy nhau vừa phải phá thôi để cho người ta ngủ nữa chứ. Lúc tối tôi ở trên công ty mà. Tôi đù mà. Ê chị, sao mà mày lại buồn thế? Tao có biết đâu. Lúc tối 2 giờ ông ngồi trong kia ông có chửi tao thầm tệ luôn. Sao lại chửi? Mà lúc tối tao bật hát karaoke không, tao đập cho ông tích đầu luôn. Mày ông không đập mày tích đầu. Mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để được xem clip sớm nhất của Lùn Mõm Vlog. Chúc mọi người xem video vui vẻ.